hưởng ứng ngày mùng 2 tháng 9, ăn sập tất cả các đồ màu đỏ, màu vàng ở Bao Tân Đỏ. Get go! Cái gì mua đồ ăn hay mua đồ chơi đấy mọi người ơi? Cái này màu đỏ này. Bunny thôi mọi người ạ. Mua, mua nó màu vàng cho đủ bộ. Kẹo Blay mọi người ạ. Màu đỏ, có màu đỏ luôn. Mua thêm một cái màu. Bị dứa màu vàng. Ôi trời ơi, Chupa Chuping. Nhưng có đầu bìa màu vàng mà. Mua nhá. Cái Pocky Oreo này ngon lắm, nhưng mà không phải màu đỏ. Đây bạn ơi, màu vàng màu đỏ đủ luôn. Chốt. Cái này có được tính là màu vàng không nhỉ? Xoay một xoay hai. Nước cho mọi người ơi. Ôi trời ơi lạnh. Đây rồi, hai đại diện vô cùng tiêu biểu, sơ tinh đỏ với sơ tinh vàng. Bình thường đỏ với vàng thì vô vàng rồi mọi người ạ, nhưng mà một slot duy nhất. Chúc mừng, bạn được làm đại diện. Nặng phết rồi đấy mọi người ạ, nhưng mà mình sẽ tìm một cái mì nào mà mình chưa ăn bao giờ. Siêu cay mọi người ạ, mình chưa dám ăn bao giờ đâu. Cái này rồi mọi người ạ, ngon, nhưng mà cái này có mỗi màu vàng thôi. Đủ màu đỏ, màu vàng cho mọi người ơi. Bưởi hồng với nước tăng lực, lấy cả hai luôn. Ấn kiểu gì? À, ấn vào à? À bưởi. Ôi trời ơi, phản cảm. Đã lắm mọi người ơi.